Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Cùng Bạn Đọc Sách mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ sách Vượt Qua Những Giới Hạn của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Những việc cần làm trong giai đoạn nông nhàn. Trả lời phóng viên báo Đại Đoàn Kết ngày 4 tháng 4. Ngày 4 tháng 4 năm 2013. Hỏi: sau một quý, chúng tôi muốn nhìn xem bức tranh kinh tế đang ở chỗ nào và dự báo những tháng tiếp theo. Trong một bài trò chuyện cuối năm số tất niên 2012 của chúng tôi với ông Vũ Khoan, ông có nói: vấn đề lớn của năm 2013 là phải nâng được tổng cầu lên. Đến bây giờ khi hàng tồn kho vẫn rất lớn và thực tế CPI mấy tháng vừa qua có thể khẳng định nhận định ấy đúng. Ở góc độ chuyên gia, ông có nhận định gì về tình hình kinh tế hiện nay? Trả lời: suy ra cho cùng, toàn bộ cố gắng của nhân loại là nâng tổng cầu và toàn bộ nền kinh tế thế giới đang dễ dụa bởi giảm tổng cầu. Giảm tổng cầu phản ánh đầy đủ tất cả các khía cạnh khác nhau của khái niệm được gọi là khủng hoảng kinh tế. Giảm tổng cầu thể hiện giảm việc làm và thất nghiệp. Giảm tổng cầu thể hiện khủng hoảng tài chính và tiền tệ. Giảm tổng cầu thể hiện khủng hoảng công nghiệp. Cho nên giảm tổng cầu là tất cả mọi khía cạnh của sự suy thoái hoặc khủng hoảng của một nền kinh tế. Giảm tổng cầu đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Vì thế kết luận về giảm tổng cầu không có gì đặc biệt. Để tăng tổng cầu là toàn bộ cố gắng, toàn bộ khó khăn mà nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta, thậm chí cả đảng chúng ta đều đang phải đối mặt. Nói những khía cạnh tiêu cực, phân tích khía cạnh tiêu cực vào lúc này làm cho tôi suy nghĩ là liệu nó có nên không? Bởi khi quả núi sắp đổ, khi cái ta luy nó sắp trượt, thì vấn đề không phải là kêu la. Hệ thống chính trị, các lực lượng khác nhau của hệ thống chính trị, từ phía đảng cầm quyền, cũng như của nhà nước, của quốc hội, của chính phủ, đều đang cố gắng. Trong khi chờ đợi hiệu ứng tích cực từ việc cải thiện tổng cầu như bạn đặt vấn đề, thì chúng ta phải làm những việc khác để cải thiện những yếu tố làm chất xúc tác cho sự phát triển này. Ví dụ sửa đổi hiến pháp, nâng cao dân chủ. Trong những lúc nông nhàn, chúng ta phải làm những việc lâu dài. Khi nông nhàn, chúng ta phải sửa lại cái chuồng bò, thông lại con mương, sửa lại cái hàng rào, vân vân. Tất cả những việc như thế là những việc nông nhàn cho giai đoạn tổng cầu chưa thể lên được. Cái đấy là một thực trạng. Nếu ai đã từng chịu trách nhiệm, ai đã từng đi qua việc phải chịu trách nhiệm về những vấn đề nào đó thì mới thấy được tất cả cái hồi hộp, cái lo lắng và đối với một vài người là lo sợ. Tất cả những bế tắc của sự phát triển kinh tế hiện nay tập trung thể hiện ở sự suy giảm tổng cầu. Chúng ta cố gắng diễn đạt sự suy giảm tổng cầu này dưới những hình thức khác nhau, dưới những thuật ngữ khác nhau để cho nó đỡ lo sợ và gây hoảng loạn như hàng tồn kho, bong bóng bất động sản. Đấy chính là tổng cầu. Đã có thời chúng ta ăn nên làm ra, mọi người có tiền và tạo ra hiện tượng phấn khởi sảng, lạc quan sảng. Cho nên chúng ta mới tạo ra một đống bong bóng, tạo ra các quả đấm thép, tạo ra các thị trường bất động sản rộng lớn. Đất nước của chúng ta có 327.000 km2 đất đai. Khi chúng ta thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng ta ghép chức năng quản lý đất đai vào như là một loại tài nguyên. Giải thích đất đai là một loại tài nguyên. Trong tất cả nhận thức của chúng ta, có rất nhiều vấn đề được hình thành trong quá trình phấn khích một cách không chừng mực. Chắc chắn con đường để cải thiện tình hình tổng cầu còn vất vả. Hỏi: ông vừa nói đến việc làm trong lúc nông nhàn, đấy là cái chúng ta nhìn thấy đảng và nhà nước đang làm. Còn theo ông, việc nên làm lúc này là gì? Trả lời: trong giai đoạn này, chúng ta phải củng cố thể chế. Công việc nông nhàn ở đây được xem như là công việc để cải thiện thể chế, để xây dựng thể chế. Sau một chu trình phát triển, chúng ta đã nhận ra thể chế có một loạt các vấn đề. Những vấn đề ấy gây bức xúc trong xã hội, gây những tiếng nói bất bình trong xã hội, gây huyền náo trong xã hội. Cái đó chúng ta phải cải thiện. Những việc có chất lượng nông nhàn như vậy là những việc chiến lược để cải thiện một cách lâu dài. Còn mùa vụ là công việc ngắn hạn.
từ đó để nhận thức rằng nếu tiếp tục duy trì tính lạc hậu của thể chế thì mùa vụ sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không đánh giá thấp việc nông nhàn. Làm nhà, lấy vợ, tậu trâu đều ở giai đoạn nông nhàn. Cả ba việc ấy đều là việc chiến lược. Xây dựng thể chế là một việc có chất lượng làm nhà. Lấy vợ tức là tổ chức đoàn kết xã hội như thế nào. Còn tậu trâu tức là chúng ta phải tái thiết lại những động lực cơ bản của nền kinh tế, của sự phát triển xã hội. Những việc ấy là việc chiến lược. Tôi không xem việc nông nhàn là việc chơi. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Bây giờ là tháng 3 rồi, Đảng và Nhà nước của chúng ta không ăn chơi đâu. Bởi đây không phải là mùa ăn chơi, trong khi kinh tế chưa có dấu hiệu gì ra khỏi khó khăn. Tôi đề nghị báo Đại đoàn kết nói với công chúng rằng không sốt ruột được. Khi trả lời báo chí đã nhiều lần tôi nói, chúng ta trên thực tế đã mở cửa và trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu. Bộ phận ấy chịu ảnh hưởng của tất cả các phản ứng, các rủi ro, các biến đổi của nền kinh tế toàn cầu. Và chúng ta không ra khỏi khó khăn được nếu nền kinh tế toàn cầu không ra khỏi khó khăn. Rất nhiều người cho rằng bây giờ chính phủ là đối tượng mà xã hội muốn quy trách nhiệm. Nhưng nói như thế nghĩa là chúng ta đi tìm một địa chỉ để chút giận bù vào cảm giác chúng ta đang thất bại về mặt kinh tế. Có lẽ lúc đầu chính phủ chúng ta không lường được hết, chúng ta lại gắn bó với nền kinh tế thế giới đến như thế. Chúng ta tưởng rằng quyền lực ở trong nhà chúng ta, tiền bạc ở trong nhà chúng ta, đất đai ở trong nhà chúng ta, nó có giá cả tùy ý thích của chúng ta. Nhưng chúng ta quên mất rằng tất cả những cái chúng ta có ở trong nhà, giá cả của nó, lợi ích mà nó mang lại, dao động cùng với cái chị gọi là tổng cầu ở bên ngoài. Hỏi: dự báo của ông về kinh tế năm 2013. Trả lời: nó sẽ tiếp tục tiêu cực. Không phải chỉ 2013-2014 vẫn còn tiêu cực, 2015 rất có thể vẫn tiếp tục tiêu cực. Trước đây chúng ta lên án Việt Nam tham nhũng, bây giờ chúng ta nhìn lại toàn bộ châu Âu tham nhũng cũng đầy rẫy. Ở Mỹ đã có những thành phố đông hàng triệu dân phá sản. Chúng ta quên mất nhìn sang những nơi có quyền định giá các sản phẩm hoặc nền kinh tế, chúng ta, họ đang do dự, đang lao đao thế nào. Chúng ta không tự đánh giá mình được. Giá của một vật được quy định bởi chợ, và chợ đang dao động, đang cháy, cho nên giá cả các hàng hóa tuân theo sự trôi nổi của số phận thị trường toàn cầu. Chúng ta phải khen đất nước của chúng ta là đã hội nhập đến mức phản ứng một cách nhạy cảm đối với các hiện tượng thế giới. Trong một buổi giao lưu, có một số bộ trưởng, có một số các nhà khoa học như giáo sư Đào Xuân Sâm vào năm 1997, khi kinh tế châu Á khủng hoảng, anh Sâm có nói trên đài truyền hình Việt Nam là: các đồng chí ơi, xung quanh người ta sốt hết lên cả rồi mà chúng ta không sốt lên được. Chỉ nguyên việc ốm cùng với nhân loại là một vinh dự. Chúng ta ốm cùng với nhân loại về mặt kinh tế phản ánh một thực tế là chúng ta đồng dạng hoặc chúng ta đồng chủng với nhân loại về mặt kinh tế. Đấy là dấu hiệu của sự hội nhập. Hỏi: hôm qua có một hội nghị về tổng kết 5 năm gia nhập WTO. Ông đánh giá thế nào sau quãng thời gian hội nhập? Trả lời: WTO cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Vòng đàm phán Doha bế tắc, tức bản thân thể chế rộng lớn cũng đang khủng hoảng. Hay nói cách khác, các lực lượng kinh tế quốc tế đang do dự, đang dao động trước cơn bão kinh tế hay trước điểm tới hạn của một quá trình phát triển theo kiểu cũ. Nhân loại đang bế tắc về mặt lý luận phát triển kinh tế. Chúng ta cũng nằm trong tình huống như vậy. Các lực lượng khoa học, các lực lượng nghiên cứu buộc phải sử dụng giai đoạn nông nhàn để suy nghĩ lối thoát cho cả nền kinh tế của chúng ta. Tất nhiên lối thoát của một nền kinh tế nằm trong tổng thể của lối thoát có lý luận phát triển, kể cả chính trị. Hỏi: mọi người đang có cuộc tranh luận về bất động sản, về cái gọi là giải pháp của chính phủ có nên hay không nên cho thị trường bất động sản. Quan điểm cá nhân ông như thế nào? Trả lời: tất cả cái bi kịch nằm ở chỗ, trong tất cả các lực lượng tham gia và thổi quả bóng bất động sản, dẫn đến hậu quả gây tai họa có cả các lực lượng của nhà nước. Cho nên, chính phủ không trung lập trong câu chuyện này.
nếu chính phủ cứu thị trường bất động sản thì gây ra những dị nghị. Tức là khu vực kinh tế nhà nước giữ một địa vị làm cho người ta nhìn nhà nước, nhìn chính phủ như đối tượng không trung lập trong quá trình can thiệp đối với hiện tượng khủng hoảng như thế này. Khía cạnh duy nhất khó nghĩ của chính phủ là ở chỗ đấy. Tuy nhiên, cũng buộc phải cứu. Vấn đề là cứu bằng cách nào? Hiện nay tôi nghĩ rằng chưa nghĩ ra cách cứu, nhưng phải cứu. Nhà nước không can thiệp vào lúc này thì can thiệp vào lúc nào? 60-70% bế tắc của nền kinh tế Việt Nam nằm trong khu vực bất động sản. Chúng ta đã đầu tư thái quá bởi chúng ta không có cái gì khác ngoài đất. Đất tự nó đẻ ra vốn. Bán cho người ta rồi dùng tiền bán đất để đầu tư vào dự án. Còn người bán đất có thể lấy tiền làm nhà, có thể mua đồ và nó tạo ra nguồn ban đầu của các phát triển công nghiệp khác. Tức là nhu cầu công nghiệp khác xuất hiện từ việc bán được đất. Chu kỳ tiêu tiền bán đất qua rồi và chúng ta bế tắc đối với các lĩnh vực khác. Tôi cho rằng 50-60%, có thể hơn nữa, các vật thế chấp ở trong các ngân hàng là sổ đỏ. Cho nên, có thể mạnh dạn gọi các ngân hàng của chúng ta là ngân hàng sổ đỏ. Bây giờ bế tắc chính là biểu hiện tập trung ở khối nợ xấu và là nguồn gốc của việc gây ra khủng hoảng bế tắc trong khu vực tài chính và ngân hàng. Nó có nhiều di họa. Sự mất cân đối trong việc kiểm soát vĩ mô của việc phân bổ các dự án phát triển là một lỗi. Để tránh lỗi ấy vô cùng khó, bởi khi bất động sản phát triển, nó như một cơn lũ. Chính phủ có tài mấy cũng không ngăn cản được. Còn bây giờ, khi nước rút cũng thế, không thể ngăn cản được và nó gây ra lúng túng cho chính phủ. Hỏi: còn những điều hành vĩ mô của chính phủ trong 3 tháng qua? Trả lời: trong 3 tháng qua, chính phủ rất cố gắng, rất vất vả. Tôi chưa thể nói đến sự đúng đắn được, bởi sự đúng đắn của một chính sách xã hội phải có thời gian để nó bộc lộ. Nhưng có thể nói là chính phủ rất vất vả. Nếu chẳng may trời cho tôi làm Thủ tướng Chính phủ, thì tôi cũng từ chối, bởi tôi không thể gánh nổi gánh nặng mà Thủ tướng đang gánh. Tôi không có năng lực để gánh gánh nặng ấy. Đấy là một gánh rất nặng và rất cố gắng. Cố gắng trong chuyện biện hộ đối với dư luận, cố gắng giải quyết trên thực tế, cố gắng kiểm soát cả những lực lượng hắc ám tồn tại trong nền kinh tế của chúng ta, cố gắng sắp đặt lại bộ máy quản lý nhà nước, bởi nó bị tha hóa cùng với sự suy thoái của nền kinh tế và cùng với sự phát triển trước đây của nền kinh tế. Công việc ấy vừa là nội chính, vừa là ngoại giao, vừa là kiến thiết, vừa là công nghiệp. Tất cả những chuyện ấy rất vất vả. Tôi thấy rõ và xuất hiện sự thông cảm đến mức chi ly gánh nặng mà chính phủ đang phải gánh. Hỏi: ông nói lúc nãy lời khuyên đối với dân chúng phải kiên nhẫn chờ đợi. Trả lời: vũ khí chính trị duy nhất của người dân có 2 thứ. Kiên nhẫn để chờ đợi mọi việc trôi qua và nổi loạn để tạo ra một cuộc cách mạng. Tôi khuyên nhân dân không nên nổi loạn. Tôi biểu dương sự kiên nhẫn nếu tôi có một tí quyền nào đó. Tất nhiên, nói đến sự kiên nhẫn không phải dễ dàng. Kiên nhẫn tức là đáng ra ăn 2 con cá thì chỉ ăn 1 con. Đáng ăn 2 bát cơm thì chỉ ăn 1 bát. Kiên nhẫn của sự thiếu ăn, thiếu tiêu trong một giai đoạn mà tôi nghĩ không ngắn. 2 năm nữa, các bát cơm mới bắt đầu đầy dần. Đến đầu năm thứ 3 mới bắt đầu đầy dần lên. Cẩm Thúy thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.